trong một số video trước đây thì tôi cũng đã có cái nội dung giới thiệu là chia đều các khoảng cách ở trong Corel Draw. Tuy nhiên là vẫn có một số bạn nêu câu hỏi là làm thế nào để chia đều khoảng cách các đối tượng, nhưng cái khoảng cách đó được chia một cách chính xác. Ví dụ đối tượng nào cách đối tượng kia là 5 mm hay là 10 mm chẳng hạn, thì làm thế nào để mà chia được như thế. Thì thực ra thì lệnh Align and Distribute của Corel thì không làm được cái việc đó. Nó chỉ cho phép chúng ta là chia đều khoảng cách thôi, còn khoảng cách giữa các đối tượng đó là bao nhiêu thì nó lại không giải quyết được, giống như là trong Illustrator. Tuy nhiên chúng ta vẫn có những phương pháp khác để giải quyết vấn đề này, và chúng ta sẽ chia ra làm hai cái nội dung khác nhau. Một là phân bổ đều và chia cái khoảng cách các đối tượng giống hệt nhau, và một trường hợp thứ hai là chúng ta chia khoảng cách giữa các đối tượng và các đối tượng này kích thước không hợp nhau. Ở ví dụ thứ nhất thì tôi sẽ lấy một cái hình tròn với kích thước là 40 x 40 mm thế này. Tôi lấy ví dụ đây là một cái tem bảo hành và tôi muốn phân chia nó trên một cái khổ giấy A4 như thế này, làm sao nó cách đều mỗi một cái tem là nằm cách nhau 5 mm. Thế thực ra thì ở phiên bản nào trong Corel chúng ta cũng làm cái việc này rất dễ dàng nếu như những cái đối tượng này kích thước bằng nhau. Và để thực hiện việc này thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh transform ở trong Corel. Ở đây thì tôi có một chút lưu ý là bản Corel Draw mà tôi đang dùng là bản 2019 và nó có cái sự phân bổ hơi khác đi so với các bản từ 2018 trở về trước. Với bản 2018 trở về trước thì các bạn vào tìm lệnh transform ở menu object và nó sẽ nằm ở trong cái cột này. Thế còn sang bản 2019 do cái sự phân bổ lại thì chúng ta phải tìm lệnh ở trong menu Windows. Các bạn tìm vào phần Docker và các bạn có thể tìm thấy lệnh transform ở trong này. Hoặc nếu các bạn nhớ được cái phím tắt của nó Alt+7 thì các bạn gọi bằng lệnh tắt. Sau khi gọi lệnh thì Docker sẽ được mở phía bên tay phải này và cái panel transform sẽ mở ở đây. Lệnh mà chúng ta cần là position, lệnh đầu tiên ở trong cái phần transform. Để dịch chuyển và phân bổ các đối tượng cách đều nhau thì lệnh transform này làm rất là dễ. Trước hết là các bạn đo và tính cái khoảng cách của đối tượng của chúng ta là bao nhiêu. Ở đây là 40 x 40, và bài toán được đặt ra là mỗi đối tượng cách nhau là 5 ly. Vậy thì khoảng cách dịch chuyển và nhân bản nó sẽ là 45 mm nếu như các bạn muốn dịch nó theo chiều ngang. Hình của chúng ta đang để bên tay trái, nếu chúng ta muốn dịch nó sang bên tay phải thì chúng ta điền cái con số 45 vào đây. Còn nếu các bạn muốn phân bổ nó ngược lại về phía bên tay trái thì các bạn điền -45 để cho nó dịch sang phía bên tay trái. Tương tự như vậy, nếu như các bạn muốn là nhân bản nó chạy lên phía trên hay xuống phía dưới thì các bạn cũng điền con số 45 hoặc là -45 vào trường y. Ở đây thì chúng ta dịch theo chiều ngang và dịch theo phải, cho nên là chúng ta sẽ để cái hàm số ở đây. Và bây giờ chúng ta cũng sẽ tính toán là tôi nhân bản thêm bao nhiêu đối tượng. Ở đây có lẽ là chúng ta nhân bản được khoảng 5 đối tượng vừa. Và các bạn chỉ việc là chọn đối tượng, điền cái khoảng dịch chuyển và nhân bản hợp lý vào đây, và sau đó thì các bạn nhấn apply. Kết quả nhận được là các bạn sẽ có 5 cái bản sao, và mỗi bản sao này thì được dịch chuyển cách ra khỏi cái đối tượng chính, đối tượng gốc là 45 mm, và do đó thì khoảng cách giữa chúng sẽ là 5 mm. Chúng ta có thể dễ dàng kiểm tra cái điều này bằng việc là sử dụng công cụ đo. Hãy chọn công cụ đo, sau đó thì chúng ta sẽ kiểm tra thử. Các bạn nhớ là bật cái chế độ snap lên, và sau đó thì chúng ta sẽ đặt nó vào cái điểm phần tư ở đây. Sau đó các bạn nhấp chuột và kéo sang điểm phần tư của cái hình kế cận và kéo xuống.
Ta làm lại nhé. Bấm này. Điểm phần tư. Rồi, nhấp giữ chuột và kéo sang điểm kế cận. Thả ra. Đây, bây giờ chúng ta cùng kiểm tra luôn. 5 mm. Đó. Ok, như vậy là cái bài toán đã được giải quyết. Đến đây thì cái yêu cầu là chia đều khoảng cách giữa các đối tượng có kích thước bằng nhau thì Corel các bạn dùng bản nào cũng được, miễn là sử dụng đúng cái lệnh transform với cái tùy chọn position. Bây giờ chúng ta sẽ đề cập tới cái bài toán thứ hai là tôi có một loạt các đối tượng với kích thước không bằng nhau và bây giờ tôi cũng muốn là phân bổ đều nó và khoảng cách giữa các đối tượng cũng sẽ được chỉ định chính xác. Tôi lấy ví dụ như là tôi muốn bốn cái đối tượng này sẽ nằm giãn cách nhau một khoảng cách là 20 mm chẳng hạn, thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Ở bài toán trước thì các đối tượng của chúng ta hoàn toàn bằng nhau và chúng ta chỉ việc nhân bảng và đặt cách đều nó thôi. Nhưng đây là những đối tượng không bằng nhau, vậy thì cái lệnh transform của chúng ta là không dùng được rồi. Và để thực hiện cái việc này thì chúng ta lại cần sử dụng những cái phiên bản tương đối mới của CorelDRAW, những cái bảng mà nó đã bổ sung cho chúng ta một cái lệnh mới, nó gọi là lệnh fit object to path. Đây, tôi nhấn vào lệnh fit object to path và nó sẽ mở ra cho tôi một cái hộp thoại như các bạn đang nhìn thấy đây. Bây giờ để mà chúng ta sử dụng nó thì chúng ta cần phải sử dụng những cái phiên bản khá là mới như là phiên bản 2018 hoặc là 2019 thì có cái lệnh này. Bản 2017 tôi không sử dụng, tôi bỏ qua cho nên tôi cũng không dám chắc là nó có cái chức năng này hay chưa. Nhưng mà với 8 đổ về trước thì khẳng định luôn là chưa có cái lệnh này và do đó thì cũng không thể sử dụng cái cách này và phân bổ đều vào đối tượng theo khoảng cách quy định được. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem là cái cách phân bổ đều các đối tượng và lại khống chế được cái khoảng cách giữa chúng như thế nào. Trước tiên là làm một cái ví dụ nho nhỏ như thế này thôi. Bây giờ tôi có một đối tượng, bốn cái đối tượng như thế này. Bây giờ tôi có một đường dẫn dài ngắn thế nào là tôi cũng không biết, nhưng mà khi tôi chọn các đối tượng này và sau đó tôi giữ shift, tôi chọn tiếp cái đối tượng cuối cùng thì Corel nó sẽ hiểu rằng là các đối tượng được chọn trước là các đối tượng sẽ được phân bổ trên cái đường dẫn này. Và bây giờ chúng ta chỉ việc là chọn, tôi đưa về chuẩn nhé. Đây, tất cả mọi thứ là về chuẩn. Đây, tất cả mọi thứ về chuẩn như thế này. Và sau đó thì chúng ta nhấn Apply. Thì các bạn sẽ thấy rằng là các đối tượng sẽ được nhảy vào và bám vào đường dẫn. Và đây nó phân bổ đều và nó tính từ tâm của các đối tượng là sẽ phân bổ đều trên cái chiều dài của đường dẫn. Thế còn khoảng cách này thì chia thì đều, nhưng mà nó là bao nhiêu thì chúng ta không tính được. Vậy thì cái này khác gì lệnh Align and Distribute của Corel? Hoàn toàn không khác gì cả. Vậy thì làm thế nào để sử dụng lệnh này để có thể phân bổ đều được khoảng cách giữa các đối tượng? Thì chúng ta sẽ sử dụng một cái phương án khác như thế này. Trước hết là chúng ta cần phải tính lại. Đây, khoảng cách như chúng ta yêu cầu là đây là 20, 20, 20. Vậy thì khoảng cách giữa các đối tượng sẽ là cộng 3 cái khoảng này là 60. Đó. Thế và chúng ta sẽ tính thêm là chúng ta phân bổ như thế nào. Nếu như chúng ta phân bổ các đối tượng từ bé
sao đến to, thì cái phương án tính nó hơi khác một tí. Hoặc nếu chúng ta tính từ to sang bé thì nó hơi khác một tí. Bây giờ chúng ta undo, chúng ta là quay trở lại cái trạng thái lúc trước và chúng ta sẽ cùng nhau tính như thế này. Bây giờ tôi yêu cầu là hình to chuyển dần sang hình bé và chia đều khoảng cách, và mỗi hình cách nhau khoảng 20 mm. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có ba khoảng cách giữa các đối tượng này là tổng cộng là rộng là 60. Thế và kích thước của cái hình này là bao nhiêu? Chúng ta cùng kiểm tra nhé. Hình này của chúng tôi là 40 này, đây là 30 này, đây là 20, đây là 10. Vậy thì 10 này cộng 20 này, cộng 30 là bản thân cái chiều rộng của ba đối tượng này cũng là 60. Bây giờ chúng ta sẽ tính như sau. Thay vì là phân bổ các đối tượng từ tâm, tôi sẽ tính là phân bổ các đối tượng từ cạnh của nó. Và chúng ta quan sát cái origin ở đây, thì các bạn đang thấy là cái xác định từ tâm là đang được đặt ở trong cái phần origin này. Nhưng bây giờ tôi sẽ thay đổi nó bằng cách là tôi sẽ đặt sang bên này để nó tính từ bên cạnh phải, ngoài cùng cạnh phải của đối tượng. Thế như vậy là cái đối tượng sẽ được tính từ đây, chia đều khoảng cách từ đây. Vậy thì tôi sẽ cộng độ rộng của ba cái đối tượng còn lại và cái tổng khoảng cách giữa ba đối tượng. Thì bây giờ đây là khoảng cách sẽ là 60 và cái độ rộng của ba đối tượng này cũng là 60. Vậy tổng chiều dài của đường dẫn của chúng ta nó sẽ là 120. Bây giờ tôi sẽ chọn cái đường dẫn này và tôi cho nó cái chiều dài là 120. Sau đó tôi sẽ chọn các đối tượng. Tiếp theo giữ shift chọn đường dẫn để xác định là bốn cái hình tròn này sẽ được giải ra theo cái độ dài của cái đường dẫn này. Kế tiếp thì chúng ta cần phải làm thêm một lựa chọn là cái phần order này, thì chúng ta có rất nhiều tùy chọn khác nhau. Tuy nhiên là tôi sẽ chọn theo cái tùy chọn là big to small, là để phân bổ từ đối tượng to tới đối tượng bé. Và cuối cùng chúng ta nhấn apply để chúng ta kiểm tra. Đó, ok. Bây giờ chúng ta đang có một cái chút sai sót là chúng ta bỏ qua mất cái đường dẫn này rồi. Bây giờ tôi chọn lại nhé, chọn bốn đối tượng này, giữ shift và chúng ta chọn đường dẫn này, sau đó thì chúng ta nhấn apply. Kết quả như các bạn đang nhìn thấy là bốn đối tượng sẽ nhảy vào bám vào đường dẫn và phân bổ đều từ cạnh bên phải của hình to nhất tới cạnh bên phải của hình bé nhất, và khoảng cách của nó chia khá là đều. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại bằng cách đo để xác nhận lại cái khoảng cách. Các bạn lại sử dụng cái công cụ đo này, chúng ta sẽ bấm đặt vào đây, đây điểm phần tư, kéo sang điểm phần tư thứ hai và chúng ta kéo xuống hạ ra đây 20 này. Và đây 20. Như vậy là với một cái biến tấu của cái lệnh là fit object to path, với một chút biến tấu, một chút tính toán, thì chúng ta đã có thể giải quyết được cái bài toán là phân bổ đều các đối tượng theo một cái khoảng cách chính xác được chỉ định. Và hy vọng rằng là với cái video này thì sẽ giải đáp được cái thắc mắc của các bạn là làm cách nào để có thể phân bổ được chính xác khoảng cách giữa các đối tượng ở trong Corel.